chào quý vị khán giả đến với bản tin chuyển đổi số, chương trình do Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh thực hiện. Sau đây, mời quý vị khán giả cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất trong bản tin chuyển đổi số ngày hôm nay. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành chỉ thị số 18 ngày 30 tháng 5 năm 2023 về đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu, phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế, bảo đảm an ninh tiền tệ. Trong bối cảnh thị trường thương mại điện tử phát triển nhanh chóng và bùng nổ, đã đặt ra những thách thức không nhỏ trong công tác quản lý đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, quản lý thuế, bảo đảm nguyên tắc công bằng, quản lý rủi ro dựa trên nền tảng cơ sở dữ liệu lớn, thích ứng với sự thay đổi của môi trường kinh doanh trên nền tảng số và đặc biệt là phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành để quản lý đầy đủ các chủ thể tham gia, kiểm soát các giao dịch thanh toán, xác thực thông tin của tổ chức cá nhân kinh doanh, người nộp thuế. Việc tuân thủ các nguyên tắc này cũng góp phần bảo đảm môi trường kinh doanh bình đẳng, thân thiện, cùng phát triển và phát huy những giá trị to lớn mà lĩnh vực thương mại điện tử mang lại cho từng cá nhân, doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam, đóng góp tương xứng vào ngân sách nhà nước. Thực hiện công văn của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện chữ ký số cho người dân, doanh nghiệp, vừa qua, Ủy ban Nhân dân phường 3 phối hợp với Viettel Tây Ninh tổ chức tập huấn đăng ký và sử dụng chữ ký số, thực hiện các giao dịch trên cổng dịch vụ công cho cán bộ công chức và các tổ công nghệ số cộng đồng của phường. Tại buổi tập huấn, các cán bộ và tổ công nghệ số cộng đồng đã được đại diện Viettel hướng dẫn cụ thể các bước đăng ký miễn phí chữ ký số từ xa MySai trên app MyViettel và cách sử dụng chữ ký số khi thực hiện các dịch vụ công trên cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công của tỉnh. Sau buổi tập huấn ngày hôm nay, cán bộ phường, tổ công nghệ số phường và các khu phố sẽ triển khai hướng dẫn để người dân doanh nghiệp trên địa bàn tiếp cận với chữ ký số để thực hiện các thủ tục hành chính và giao dịch hành chính. Sau 20 năm nỗ lực của các doanh nghiệp phần mềm, hiện Việt Nam đã có tên trong bản đồ gia công phần mềm của thế giới. Cụ thể, Việt Nam hiện giữ vị trí top 6 trên thế giới về gia công xuất khẩu phần mềm. Ngành kinh tế số Việt Nam có thế mạnh rõ rệt với tỷ lệ tham gia lực lượng lao động cao 74% vào năm 2020, môi trường kinh doanh thân thiện cùng lợi thế về địa hình. Năm 2022, ngành phần mềm Việt Nam đạt doanh thu 148 tỷ đô la Mỹ với tổng nhân lực trên 1,2 triệu người, gấp hơn 300 lần về doanh thu và gấp 240 lần về quy mô nhân lực. Thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện trang Facebook có tên Hội chữ thập đỏ tuyển dụng việc làm, đăng tải thông tin Hội chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ tìm việc làm và tăng thu nhập tại nhà cho mọi người có nhu cầu tìm việc. Hội chữ thập đỏ Việt Nam khẳng định thông tin trên là giả mạo, sai sự thật. Hội chữ thập đỏ Việt Nam không triển khai hoạt động trên. Người dân cần đọc kỹ nội dung trên trang mạng xã hội, kiểm chứng thông tin ở các kênh thông tin chính thống của Hội chữ thập đỏ Việt Nam để xác định thật hay giả, đồng thời kịp thời thông báo cho Hội chữ thập đỏ Việt Nam để có biện pháp xử lý. Honda Việt Nam vừa vinh dự nhận giải thưởng Top Công nghệ 4.0 Việt Nam hạng mục Top Doanh nghiệp có sản phẩm số thông minh và giải pháp công nghệ công nghiệp 4.0 với ứng dụng My Honda Plus. Trước đó, tháng 11 năm 2019, Honda Việt Nam phát triển ứng dụng My Honda Plus với các tính năng hữu ích như bảo hành điện tử, đăng ký lái thử, đặt lịch sửa chữa, áp dụng trên hai nền tảng hệ điều hành di động phổ biến là Android và iOS. Với hai công nghệ chủ chốt, dữ liệu lớn Big Data giúp nhanh chóng tiếp nhận, phân loại thông tin cũng như hỗ trợ khách hàng và trí tuệ nhân tạo AI xử lý thông minh trên từng thao tác và màn hình. Trợ lý ảo chatbot hỗ trợ trả lời nhanh chóng, chính xác các câu hỏi từ khách hàng. Ứng dụng My Honda Plus đã nhận được những đánh giá phản hồi tích cực từ khách hàng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin chuyển đổi số hôm nay. Hẹn gặp lại quý khán giả vào các số phát sóng tiếp theo. Thân mến chào tạm biệt.